Em đã bảo anh làm offline. Ông có phải sắp phát cứng đúng không? Tôi sắp phát cứng mà, Dương công nghệ mà. Nhìn mặt ra lắm, không giống Dương công nghệ. Hỏi vài câu nhá. Rồi đấy. Mẫu Galaxy S đầu tiên sụp bút S Pen là mẫu máy nào? Samsung Galaxy S21 Ultra. Vẫn không tin. Thế tôi đố ông điểm mạnh của Galaxy dòng M là gì ấy? Pin cực kỳ trâu. Vẫn không tin cái gì đây? Thế ông biết đây là cái máy gì không? Samsung Galaxy M33 chứ máy gì nữa. Thế ông có biết điểm mạnh của con Galaxy M33 5G là gì không? Thôi đưa đây. Samsung Galaxy M33 5G có viên pin lên đến 5000 mAh, đủ cho các bạn dùng trong vòng 2 ngày thì mới cần phải sạc. Màn hình TFT 6,6 inch nhưng mà lại có tần số quét 120Hz, nhìn nó mượt mà không dữ lị. Chiếc máy này đang chạy Exynos 1280 nhưng mà nó lại mượt, mượt, mượt thật như này. Hạn chế bám mồ hôi và dấu vân tay. Và quan trọng, giá con này ngon bởi vì Samsung đang có chương trình Brand Day 6 tháng 6. Ui, đúng là Dương công nghệ thật rồi, Sam fan đích thực chứ còn gì nữa.